Nhật Tân Anh xin chào quý khán giả. Và Nhật Tân có một chút chia sẻ là ngoài nghệ thuật thì Nhật Tân Anh cũng có học hỏi thêm về kinh doanh bất động sản. Tại vì ở tuổi này rồi thì chúng ta có làm những cái việc nghệ thuật và song song với lại kinh doanh nó sẽ bền lâu hơn. Và Nhật Tân Anh thì là mạng hỏa, thì bất động sản là về đất đai, về thổ rất là hợp với lại Nhật Tân Anh. Thì Nhật Tân Anh mong rằng sắp tới sẽ thành công trong lĩnh vực mới này của mình. Về lĩnh vực thời trang thì Nhật Tân Anh nghĩ rằng khi lên sân khấu Nhật Tân Anh hay mặc bộ đồ vest, những bộ đồ vest rất là đẹp và sang trọng. Mà ngoài ra trong thời gian vừa qua Nhật Tân Anh đã phát hành rất là nhiều album DJ. Vì vậy Nhật Tân Anh có kết hợp thêm những bộ áo khoác để cho khi mà hát sôi động chung với lại khán giả thì sẽ cuồng nhiệt và nóng bỏng hơn. Còn ngoài ra bình thường thì Nhật Tân cũng lựa chọn những bộ đồ thời trang fashion hợp với lại thời tiết. Ví dụ như đâu đó dự tiệc thì mặc những bộ đồ vest nhẹ nhàng như vậy để phù hợp với không gian. Trong thời gian vừa qua thì Nhật Tân Anh vừa mới phát hành 4 single khác nhau, 4 phong cách khác nhau. Đó là một Người Ta Hỏi Anh là một single Nhật Tân đã quay tại Đà Lạt. Một single mang tên là Người Lạ Đã Từng Thương Nhật Tân đã quay tại châu Âu. Một album về mẹ. Và một album bolero mang tên Trộm Nhìn Nhau. Và sắp tới đây là thêm một dự án hoàn toàn khác nữa là về cổ trang. Và album này được mang tên là Bỏ Không Được Vương Chẳng Đành. Và hy vọng là quý khán giả sẽ yêu thương và ủng hộ thật nhiều cho sản phẩm khác nhau của Nhật Tân nhé.